Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em sẽ chia sẻ đến cả nhà là mình nấu súp cá chả cả nhà, rất là dễ làm. Thì thôi bây giờ em sẽ mời cả nhà theo chân em vào bếp để thực hiện món này ha. Ở đây á, thì em có nửa ký cá chàm vàng á cả nhà. Chả này thì em đã nêm nếm sẵn hết rồi cả nhà. Nói cá chàm vàng thì ở biển ai cũng biết hết á. Ở đây á, thì em sẽ nấu là một ít tiêu hột và hành lá và củ hành tím và một ít tỏi. Nấu rất là đơn giản á cả nhà. Nấu súp chả thì nó không cần có xương luôn nhưng mà nước nó vẫn ngon á cả nhà. Nãy giờ thì em đã chuẩn bị một cái nồi đất để mình nấu cái nước súp cá chả. Ở đây em chuẩn bị tỏi và tiêu em đã sấy cho lên cho nó vừa vàng là mình đổ nước vô á cả nhà. Em đã cho vào đây là 1 lít nước và một ít hành tím để cho cái nước nó ngọt á cả nhà. Mình không cần phải nấu xương luôn. Đó, nước nó vẫn thơm và ngon. Đó, bắt đầu em sẽ cho chả vào đây luôn. Cả nhà nhớ là chả này là mình đã nêm nếm rồi cho nên mình sẽ không có nêm muối nữa, mình chỉ là nêm hạt nêm với đường thôi ha cả nhà. Em đã nêm vào đây 2 muỗng đường rồi, bây giờ thêm một ít hạt nêm vào đây nữa. Rồi kế tiếp nữa thì em có thể em cho thêm một ít nước mắm ngon vô cho cái nước súp của mình nó sẽ thơm ngon hơn. Đó, bây giờ em sẽ cho vào một ít thôi nghe cả nhà. Như vậy là đã xong rồi, mình có một nồi súp chả rồi. Bây giờ em sẽ múc ra cái chén để mình thưởng thức ha cả nhà. Đó, cả nhà thấy không, chả rất là ngon, dai, giòn nữa. Nấu súp chả này thì cả nhà có thể ăn cùng với mì cũng được, hay ăn với bún cũng được, tùy theo mỗi gia đình ha. Bây giờ video của em tới đây là đã tạm dừng rồi. Nếu cả nhà thấy video của em hay á thì cả nhà hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ em có động lực em ra video mới ha. Bây giờ em xin chào cả nhà nghe. Bye bye.